Theo cục thống kê Hà Nội thì trong 9 tháng năm 2024, số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới giảm, doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động và doanh nghiệp giải thể tăng dù thành phố đã có nhiều chính sách ưu đãi hỗ trợ phát triển doanh nghiệp. Cụ thể, tính chung 9 tháng qua thì Hà Nội đã cấp giấy chứng nhận cho 21,8 nghìn doanh nghiệp thành lập mới với vốn đăng ký là 199 nghìn tỷ đồng và kết quả này giảm 7,1% về số lượng và giảm 15,4% về vốn đăng ký so với cùng kỳ năm trước. Cũng có 7,6 nghìn doanh nghiệp hoạt động trở lại, tăng 10,6% so với cùng kỳ và ngược lại thì có 20,1 nghìn doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động, tăng 18,7% hơn 3,3 nghìn doanh nghiệp giải thể, tăng 21,1% so với cùng kỳ, nguyên nhân chủ yếu đến từ việc nền kinh tế chưa thực sự phục hồi rõ nét làm ảnh hưởng tới niềm tin của doanh nghiệp.